Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tên của nó rất là buồn cười, có liên quan tới một con người mà chúng ta luôn luôn nghe thấy con người đó là liên quan tới hoạn nạn. Chủ đề của nó là niềm vui của Job. Thường chúng ta hay được nghe bài giảng về hoạn nạn của Job, nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn về niềm vui của Job. Ông Job này là một người như thế nào? Được kể lại trong Kinh Thánh, sách Job từ đoạn 1. Ở trong sách Philip, nghe trước này, Philip đoạn 1 câu 29 mở đầu cho chúng ta hiểu. Philip đoạn 1 câu 29, hãy cùng nhau bật. Hỡi những thanh niên, thiếu niên, hãy lấy tai nghe để nghe nếu bạn không hiểu tiếng Đức, để cho nó rõ hơn. Nhìn này, nhìn trên màn hình câu Kinh Thánh, bạn có bị sốc khi đọc câu này không? Kinh Thánh của bạn có câu Kinh Thánh này không? Ngài nhân đấng Christ ban ơn cho anh em, không những chỉ tin đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Ngài Đức Chúa Trời nhân đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì danh Ngài. Người ta chịu khổ vì việc ác của mình thì cái đó là đáng. Chịu khổ vì người khác làm cho mình một điều gì đó mà mình không nên tội, mà cái người đó lại là người thân của mình, còn kinh hơn nữa cả. Tôi tuần vừa rồi nói chuyện với một số người bỏ xin phép không còn trong hội thánh này nữa. Trò chuyện với họ, họ nói rằng họ nói trong nước mắt rơm rơm: mục sư, em không muốn bỏ mục sư, em không muốn bỏ hội thánh. Tôi hỏi thế tại sao lại đi? Bảo mục sư ạ, nhưng mà em mang ơn những người kia cứu mang em lúc ban đầu. Tôi nói rằng cái vấn đề không phải theo ai em ơi, cái vấn đề là sự thật, vấn đề tội lỗi, vấn đề là những điều gì vừa nghe. Còn nếu mà chỉ mang ơn mà phải đi theo người đó, bởi vậy cho nên tại sao bao nhiêu bạo lực trong gia đình mà con cái vợ phải im miệng hết? Bởi vì mang ơn mà. Người bố lạm dụng tình dục của đứa con, nói rằng vì bố là đẻ ra mày, vì mẹ đẻ ra mày, mẹ được quyền làm mọi thứ, và cuối cùng lại phải mang ơn để im lặng. Sự thật, sự giả dối, tội lỗi, đến bao giờ bạn dám đứng trên chân của mình để nói cho chính kiến nữa? Anh chị em ơi, lời Chúa là tiêu chuẩn, bất luận nó là ai, kể cả là bạn, nếu sai bạn cần phải ăn năn và đóng đinh nó cho thập tự. Amen. Bởi vậy Chúa mới nói rằng nếu ai mà yêu chính mình, sự sống của mình, yêu cha mẹ, yêu con cái, yêu nhà cửa hơn yêu ta thì không xứng đáng là môn đồ của ta, theo cái mạch văn đó đấy. Vì đứng trên sự thật mà bạn phải mất nhà, bạn phải mất hết tất cả những cái xung quanh, nhưng đó là danh của Ngài. Bạn yêu cái gì trong cái hoàn cảnh đó? Vì sợ mất những điều kia, sợ mất người thân, bạn đã đánh đổi chân lý của Chúa Giêsu để chịu nhục. Không, tôi không muốn sống quỷ nữa, quỷ chỉ trước Chúa. Tố Hữu có một câu thơ nói: người ta lớn bởi vì chúng ta quỳ. Họ không lớn đâu, chỉ vì chúng ta quỳ lâu quá rồi, cho nên cứ tưởng nó cao. Nhưng nếu như bạn dám đứng dậy trên chân của mình, không bỏ nữa, không quỳ gối nữa, thì kẻ thù ma quỷ sẽ run rẩy và gục ngã. Người ta không lớn như chúng ta tưởng đâu, họ lớn bởi vì quỳ lâu rồi. Đã tới lúc hầu như con người được tạo dựng có xương sống, có chân và có lương tâm, có lời của Ngài, đến lúc phải đứng dậy. Đứng dậy để con bạn đứng dậy, đứng dậy để cháu bạn đứng dậy, đứng dậy để hội thánh đứng dậy. Nếu con cái Chúa có Ngài mà không dám bảo vệ cho lẽ thật thì tự hỏi làm sao trách được thế gian. Gian như thế mà thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Còn hội thánh, hội thánh, thánh hội đấy mà còn sống như thế gian thì tự hỏi ma quỷ nó cười vào mũi chúng ta khi giảng tin lành cho người ngoài. Amen. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi vì có Ngài mà đã giúp chúng con đứng thẳng. Thập tự giá vẫn thẳng như vậy cho tới ngày hôm nay, để cho tôi và bạn nhờ thập tự giá
mà đứng thẳng trên tội lỗi trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa ban ơn cho anh em không phải chỉ tin Ngài thôi để lấy phước trên đất này, mà còn chịu khổ vì danh Ngài. Hallelujah. Amen. Sách Job đoạn 1 kể lại câu chuyện của Job. Ông Job được kể lại trong Kinh Thánh là một con người như sau. Sách Job đoạn 1, tôi xin giờ đọc cho mọi người nghe. Job. Ok, gì kia chắc là chưa tìm ra Job. Có chưa? Ok. Tại trong xứ Uzơ có một người tên là Job. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lửa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết thảy trong cả dân Đông Phương giàu có. Tiếp theo. Và có một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi khắp nơi nó. Đi tiếp. Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan: ngươi có nhìn thấy Job tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Job há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào bênh vực người bốn phía, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nó nói với Chúa rằng: Job kính sợ yêu mến Chúa bởi vì ông ta được phước. Nếu mà tước hết cái gì ông ta đang có, liệu ông ta còn yêu mến Ngài nữa hay không? Nó nói rằng những con người sống tại Berlin này này không phải là yêu mến Chúa đâu. Nó khoái bởi vì có hát hay, nó khoái bởi vì có nhà thờ to, nó khoái bởi vì có hội thánh lớn. Hãy phá nó đi để xem nó còn thờ phượng Đức Chúa Trời hay nó buồn bã và bỏ Ngài. Lời Kinh Thánh chép tiếp: nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Tiếp theo. Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái đương ăn và uống rượu trong nhà cả chúng nó, anh cả chúng nó, một sứ giả đến báo tin cho Job rằng bò đương cày lừa đương ăn bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lưỡi hương giết các tôi tớ, chỉ có một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một người khác đến báo rằng lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm thiêu hủy chúng nó đi, chỉ còn một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Tiếp theo, người này còn đương nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà cướp đoạt đi và lấy lưỡi hương giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng các con trai con gái ông đương ăn uống tại nhà anh cả của họ. Tiếp theo. Vậy tiếp theo câu phía trên. Kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống, đẻ chết các người trẻ tuổi, chỉ còn một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Dép róp mền cởi trồi dậy, xé áo mình cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy Đức Chúa Trời. Đây người ta gọi là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước thì không thấy, chỉ trong đúng một ngày đó ập tới bao nhiêu thông tin: bò, lừa, chiên, nhà cửa, đất ruộng, của cái, con trai, con gái, mất hoàn toàn. Bạn ơi, khi mà đọc đoạn này, bạn chưa gặp hoàn cảnh này, bạn không hiểu nổi được Job. Cho tới khi chúng tôi một tuần vừa rồi thỉnh thoảng lại dở ra tin nhắn xem, cho nên tin nhắn cháu không đến hội thánh nữa. Người này nói: xin chào, 8 năm thế đủ rồi. Chà, những con người đó đó biết rằng hội thánh không còn Đức Thánh Linh nữa. Chà, tôi nói rằng tại sao chỉ có trong một ngày, một tuần chưa qua, bỗng nhiên một nơi mà yên ấm được chăm sóc, bỗng nhiên Chúa đồng đành bỏ hội thánh đi và nói rằng không còn đây nữa. Người thay đổi ghê quá. Job trồi dậy, xé áo và cạo đầu, sấp mặt mình xuống đất mà thờ lạy. Tôi nói vợ tôi: em stop, đừng nhìn vào tin nhắn nữa, không theo dõi Facebook nữa, không nhấc bất kỳ một cú điện thoại nào nữa, hãy đi vào rừng
ở trong đó. Cảm ơn Chúa, sau một tuần bạn nhìn thấy cơ thể của tôi nhẹ nhõm hơn. Ăn mặc quần áo ngày xưa thấy vừa hơn, đẹp hơn. Không có gì mà phải buồn bã. Amen. Amen anh chị em. Gióp sấp mình xuống đất mà thò lại. Ông nói gì tiếp theo? Mà nói rằng tôi trần chuồng lọt khỏi lòng mẹ, và cũng sẽ trần chuồng mà về. Đức Giê-va đã ban cho, Đức Giê-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-va. Trong mọi sự ấy Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Tôi nói Chúa ơi, hội thánh đâu phải của con đâu, thì Ngài tự lo chứ. Ai bỏ đi đó là việc của họ, ai ở lại đó là quyền của Ngài. Ngài sẽ có cách để nói cho họ. Con chỉ là người quản gia làm tiếp điều mà Ngài giao thôi. Bởi vậy cho nên không cần phải vật lộn, vật vã lo lắng, không cần phải mang gánh nặng, vì ách của Ngài dễ chịu, gánh của Ngài nhẹ nhàng, không phải gánh của con. Đó là Ngài, không phải con. Tôi trần chuồng đúng như lá thư của ba tôi viết đấy, sang Đức tay không. Dạ đúng, tôi xác nhận tôi sang đây tay không. Để làm cái gì thì bạn biết được 8 năm vừa rồi làm cái gì. Chú biết tôi trần chuồng vào đời tay không, và tôi cũng sẽ ra khỏi đời này tay không. Bởi vậy cho nên không việc gì phải tranh giành sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen. Và vợ chồng chúng tôi xác định chủ nhật này sẽ đến thờ phượng Đức Chúa Trời, dù chỉ có chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa, không phải chỉ có vợ chồng tôi. Chúng tôi đã làm một cái việc là rất là thương hai đứa con. Thì đã nói chúng ta phải để cho con ở nhà. Chúng nó hỏi những câu hỏi chắc là anh không thể trả lời được. Bạn của chúng con đâu? Để tuần sau sẽ dần dần trả lời cho nó. Cái giá phải trả có lẽ thật như vậy đó các con ạ. Hallelujah. Nhưng Chúa, Ngài có thể làm cho cái rìu nó bị rơi xuống dưới nước, nó sẽ nổi lên được. Amen. Đừng khóc cho tôi, đừng khóc cho bạn, đừng khóc cho hội thánh tại đây. Hãy khóc cho những kẻ không có mặt tại đây, vì họ sẽ quay trở về. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Tôi biết chiên nào Chúa giao cho hội thánh này không mất được. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa sẽ chinh chiến để lấy lại những con người mà Ngài đã chuộc bằng huyết của Ngài, không để cho bất kỳ sự lừa dối nào lừa họ. Hãy xem hành động thì biết được những cú điện thoại đó kiểu gì. Hãy cầu nguyện, tôi đã nói rồi mà. Hãy để ra một ngày, hai ngày, ba ngày mà quỳ gối cầu nguyện. Khi bạn cầu nguyện, Chúa là đấng chuộc bạn sẽ phán cho bạn. Tôi biết Chúa phán cho bạn nếu bạn không cầu nguyện và bạn đi nghe bởi người ta dụ dỗ, thì bạn không còn nghe tiếng Chúa phán nữa. Còn nếu như bạn để lòng thật trung lập, bạn sẽ biết tiếng Chúa phán. Và khi bạn biết Chúa phán, bạn sẽ có sức mạnh để bước đi. Amen. Hãy vỗ vai người cạnh nói rằng Chúa đang ở cùng chúng ta. Mất mọi sự xung quanh ông không còn nữa, nhưng ông vẫn không phạm tội trong lời nói. Đừng bao giờ nói Chúa ơi, Ngài ở đâu mà tại sao lại để cho điều này xảy ra. Không. Hãy nói Chúa đừng sốc, đừng lạ lùng, đừng diệu kỳ. Ngài thấy mọi sự và Ngài có trách nhiệm cho những điều đang xảy ra. Tiếp theo, câu kinh thánh tiếp theo. Câu chuyện chưa dừng lại. Cô, hình như tôi bị thiếu. Tiếp theo, Satan lại tới nói với Chúa rằng thử thách thằng Gióp thêm chút nữa, làm cho thân thể của nó đó bị ung nhọt, ghẻ ngứa, để xem nó có quay sang phỉ báng Chúa không. Cuối cùng ung nhọt xuất hiện, ghẻ ngứa. Gióp cởi quần áo nằm trên bụng chó để cho nó đỡ ngứa. Vợ Gióp nói: ông ơi, sao ông khổ thế, hãy rủa xả Đức Chúa Trời để mà chết đi cho nó sướng. Gióp nói: con mụ đàn bà kia sao mà nói lẩn thẩn, chả nhẽ phước của Ngài thì ta đón nhận, còn sự đau khổ chịu khổ vì Ngài thì từ chối sao. Chúa ban cho tôi và bạn không phải chỉ tin nhận danh Ngài để nhận sự chữa bệnh, nhận phước hạnh, nhận chiếc xe ô tô mới, cái nhà đẹp, không phải để bạn có đứa, có người vợ, có đứa con, cuộc sống êm ấm trên đất này, mà còn kêu gọi chúng ta chịu khổ
vì danh của Ngài vác thập tự giá. Nếu không có người đàn bà có tên Mama Genia chịu khổ vì tôi dụ dỗ con trai của bà đi hút thuốc. Bà vẫn mang gánh nặng đó trên vai cầu thay để cho Trần Mạnh Hùng gian xảo đó đã trở thành một con người khác sau 2 năm. Đó, sự chịu khổ với anh Chúa là như vậy đó. Cảm ơn Chúa. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng bao giờ mất lòng tin vào Ngài. Amen. Amen. Tiếp theo, sau một thời gian, điều gì xảy ra? Gióp câu 42, đoạn 42 câu 10 câu 17. Đây là kết thúc. Mất hết. Sau đó 41 chương sau đó, 40 chương sau đó nói về sự tranh chiến của Gióp. Gióp mất những gì thuộc về mình, Gióp mất cái gì của mình. Và 40 chương tiếp theo, ba người bạn tới rủa xả Gióp, nói về Gióp những điều ông bởi vì phạm tội cho nên cái chuyện nó xảy ra đấy. Ông không còn trông cậy Chúa nữa, ông vô tín, ông là người không công bình cho nên Chúa phạt ông đấy. Và bây giờ bắt đầu những người bạn đó làm tổn thương Gióp. Không những họ bỏ mà ba người bạn thân còn đến xỉ vả Gióp nữa. Nhưng cuối cùng Gióp vẫn trung kiên bám vào Ngài. Câu 42 kết thúc. Khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu của mình, khi mà họ nói như vậy, Chúa mới mắng họ và nói rằng nếu Gióp mà không cầu thay cho các ngươi thì tai vạ sẽ đổ trên các ngươi. Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu của mình. Đức Giê-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Gióp gấp 2 các tài sản mà người đã có trước đó. Tiếp theo, hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết Gióp từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-va đã khiến giáng xuống trên người. Mỗi người đều cho Gióp một nén bạc, một cái vòng vàng. Tiếp theo, như vậy Đức Giê-va ban phước cho tuổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò, 1.000 lửa cái. Người cũng có 7 con trai đẻ tiếp nha, 7 con trai và 3 con gái. Người đặt tên cho đứa con gái lớn là Jemima, đứa nhiều là Kesia và đứa thứ ba là Keren Hakuk, đọc lại trong Kinh Thánh. Tên rất là đẹp, mùi hương thơm. Tiếp theo, trong toàn xứ chẳng có người nữ nào đẹp bằng 3 cô gái này. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp cho anh em họ, họ có của hồi môn. Sau việc ấy Gióp còn sống 140 năm, người thấy các con trai cháu chít mình đến đời thứ 4. Rồi Gióp qua đời tuổi tác cao. Bạn ơi, bạn đặt câu hỏi, cha ước gì nhìn thấy kết quả như Gióp nhỉ? Bây giờ mình thấy hoạn nạn, mình thấy mệt mỏi, có những người đi gặp tôi ôm thôi, nước mắt chảy ròng ròng, mục sư ơi phải làm gì? Tại sao không lên tiếng? Tôi bảo tại sao lại phải lên tiếng? Chẳng nhẽ 8 năm không đủ để cho họ hiểu sao mà phải lên tiếng? Còn nếu như không còn tin nữa rồi, lên tiếng cũng chỉ vô ích thôi. Hãy để cho họ lựa chọn điều mà họ đã lựa chọn. Tại sao? Gióp bị hoạn nạn. Trong cái hoạn nạn đó, ông ta đã nhận được một điều, mà bởi cái điều đó dẫn tới cái phước cuối cùng này. Đó là câu Kinh Thánh ở giữa đoạn 42 câu 5 câu 6. Hallelujah. Bạn ơi, hai vợ chồng tôi suy nghĩ và phát hiện ra một điều, ma quỷ nó không quan trọng hội thánh lớn hay hội thánh nhỏ đâu, nó đánh vào người có khải tượng để cho họ gục ngã. Còn nếu vợ chồng mình mà gục ngã thì coi như xóa toàn bộ những gì đang có bây giờ tại đây. Chúa kêu gọi vẫn gì lời tiên tri cần phải nắm giữ. Lạy Cha vinh hiển, ban thần trí sự khôn sắc sự tỏ ra cho anh em nhận biết Ngài. Hãy soi sáng con mắt của lòng con để biết được sự kêu gọi qua đó có sự trông cậy. Hãy nghe lại những lời Chúa kêu gọi để mà có sự trông cậy. Đừng gục ngã, đừng gục ngã. Knock out, dù 7 lần hãy đứng dậy 7 lần. Ngã không quan trọng bằng bạn đứng dậy hay nằm sải dài. Amen. Hallelujah. Gióp 42 câu 5 và câu 6 xin cùng bật lên. Ông nói này, trước khi được phước cấp đôi, ông nói là trước đây lỗ tai của tôi nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Hai cái khác nhau không? Trước đây chỉ nghe thôi, nghe về thôi nhá, chứ chưa có mối quan hệ trực tiếp với Chúa. Qua những hoạn nạn đó, Chúa đã giúp cho Gióp trước đây đồn về, còn bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Câu tiếp theo, đây mới là cái quan trọng này. Vì vậy tôi làm gớm ghê tôi và ăn năn trong trò bụi. Ông ta đã có sự ăn năn thay đổi từ bên trong. Tính cách
rất quan trọng. Amen. Chủ Lão Vượng đã nói, và tôi đã nhiều lần nhắc, bức tường này đã treo được cái thập tự giá này bởi vì nó là bê tông chứ không phải là tường đất. Tường đất với cái thập tự nặng vậy nó sẽ đổ ngay. Tính cách của chúng ta là bức tường. Hội thánh này muốn 1.000 người nhé, tôi nói thật, sức của chúng ta bây giờ chưa đủ. Chúng ta cần phải thay đổi tính cách, thay đổi tư duy của mình. Và một đám đông mà bị nhiễm một số những cái suy nghĩ sai lầm khó thay đổi lắm, khó lắm. Einstein nói một câu nói nổi tiếng: thay đổi định kiến trong đầu của một con người khó hơn đập vỡ hạt nhân nguyên tử. Tôi biết nhiều năm trước có nhiều người họ đã bị định kiến vì tôi rồi, họ đã được nói sau lưng rồi. Thành ra khi có định kiến, bạn ngồi đây nghe giảng không nhận được gì đâu. Đến Chúa, tới thành Nazareth mà dân trong thành đó còn không nhận được cái gì ngày giảng, không chỉ là tôi. Bởi vì thành Nazareth họ định kiến Chúa là tên thợ mộc. Bởi vậy cho nên ma quỷ đã thắng ở chỗ, đã kịp nhảy qua hàng rào, len lỏi và gieo vào đầu của nhiều người không còn mặt tại đây định kiến về một con người, và cái đó không còn làm gì được nữa. Thành ra nếu còn định kiến, hãy để cho tự do quyết định. Hai cậu tranh cãi nhau một phép tính 4 × 4 = 16. Thằng kia nói 4 × 4 = 17. Cãi nhau về 16, 17 đến mức độ đánh nhau phải đưa ra quan. Quan nghe xong nói: goodbye, thằng 4 × 4 = 17 thả nó về nhà, còn thằng 4 × 4 = 16 đánh cho nó 10 gậy. Tên kia bị lính đánh 10 gậy, ôm đi, gọi xin lỗi, ôm mông. Nói cho quan ơi, 4 × 4 = 16, con nói đúng mà, tại sao lại đánh con 10 gậy? Quan nói rằng 4 × 4 = 16 mày biết đúng rồi mà cãi với thằng ngu à? Bây giờ đánh cho mày, cho mày tỉnh đầu ra, có cái thằng kia kìa, cho nó về, cho đời nó dậy. Còn mày đã biết đúng rồi mà còn cãi nhau làm gì nữa? Còn cái 4 × 4 = 17 để cho ra ngoài kia cho được cuộc sống dậy nó. Còn mày, tao phải đánh để cho mày mày sáng cái đầu ra, nên lần sau nữa đừng có cãi nhau với những kẻ mà như kiểu như vậy. Tao hiểu, hiểu tao nói. Dạ, bởi vậy cho nên có một số người cứ nặng nặc khen người đó là người hay lắm. Tôi bảo ok, xin mời. Xin mời cứ ôm hắn đi. Được 2 tháng sau bắt đầu viết thư ghê quá, nói không chịu nghe, cứ thử đi. Bởi vậy cho nên kẻ chăm sóc bầy chiên thường xuyên hiểu được tâm tình của mỗi đứa, tính cách và hoàn cảnh của từng người một. Mọi người hiểu không? Có ai hiểu bạn hay là ai hiểu con bạn bằng chính bạn đâu. Bởi cho nên anh chị em ơi, Chúa đã qua sự hoàn nạn để giúp cho Job hạ mình xuống không kiêu ngạo bởi mình giàu có. Cho nên ông nghe đồn về Chúa, ông nghĩ rằng ông oách lắm. Dạ, Job là tôi đấy. Nghe đồn về Ngài, có những cái lĩnh vực mà chúng ta kiêu ngạo, Chúa Ngài hạ mình xuống để cho mình tìm cầu Ngài. Trong khi Ngài tìm cầu á, Chúa mới tỏ ra lỗi nằm chỗ này này, cái chỗ này không đúng, chỗ này phải thay đổi này, chỗ này phải thay đổi này. Khi hai vợ chồng tôi nắm tay nhau ngồi trong phòng khách, tôi tiếng khóc nước mắt giàn giụa nói: cảm ơn Chúa, em được Chúa tỏ cho nhìn thấy những điều này mình cần phải thay đổi. Cảm ơn Chúa. Tôi bảo phấn hưng rồi, phấn hưng bắt đầu từ mỗi chúng ta. Còn nếu như bảo thủ, nhìn đâu thấy người ta có lỗi rồi, tội vẫn hoàn tội, ngã vẫn hoàn ngã, hố 2 năm trước vẫn lại sập xuống hố của 2 năm sau. Mọi người hiểu không? Lòng vòng một hồi vẫn ngã vào y chang cái tội của 10 năm trước. Bởi vậy cho nên những điều gì đang xảy ra bây giờ, ông vừa 20 năm trong cái dòng chảy đó hiểu rồi, nó đặt đi đặt lại nhiều lần rồi. Bạn ơi, chúng ta không thể ở trong vòng luẩn quẩn như vậy đó được mãi. Amen. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bởi vậy cho nên hãy đến với Chúa cầu nguyện để xin Chúa cho những điều gì xảy ra với Job xảy ra với chúng ta nữa. Câu châm ngôn cuối cùng, châm ngôn đoạn 6 của 30-31 để kết thúc bài giảng ngày hôm nay: niềm vui của Job. Hallelujah. Châm ngôn
Người ta không khinh rẻ kẻ trộm nếu nó ăn cắp bởi vì đói. Nhưng nếu như bắt được nó đó thì nó phải bồi thường gấp 7 lần hơn. Hallelujah. Kẻ trộm không phải là con người. Kẻ trộm là ma quỷ qua sự lừa dối. Và tôi nói với anh chị em, chúng ta cần cầu nguyện trong gian tới đi truyền giảng cho lão vương và anh chị em. Hãy đòi nó, bắt nó, phải nhả lại, trả lại gấp 7 lần hơn những gì nó cướp của chúng ta. 7 lần hơn như vậy là khoảng hơn 1000 đấy. Khoảng hơn 1000 người cần có mặt tại đây đấy. Nhưng mà chúng ta không dừng lại 7 lần hơn, 70 lần 7 ở khắp mọi thành phố khác nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp. Amen. Cùng nhau thay đổi sự cầu nguyện, thay đổi sự ca ngợi, thay đổi sự truyền giảng, thay đổi sự chăm sóc người. Chúng ta hãy cùng nhau thay đổi. Tôi thay đổi, bạn thay đổi, chúng ta thay đổi, chúng nó thay đổi, hết thảy chúng ta đều thay đổi. Gia đình tôi thay đổi, gia đình bạn thay đổi, chúng ta hãy thăm viếng lẫn nhau. Hãy cùng nhau mở lòng, không còn sự linh của kiểm soát mà bạn sợ hãi nữa. Tôi nhớ hồi tôi sang Nga học năm 88, sang học được mấy tháng đầu tiên bắt đầu thấy yêu. Đi chỗ này đi chỗ kia, thăm mấy cái ốp Việt Nam họ lao động, mấy cô thì tán cô này cô kia. Rồi mấy anh năm trên mày nói rằng bọn mày may lắm nhá, hồi tao sang 3 năm trước nhá, đi đâu là phải có 3 người kèm nhau, đặc biệt mà yêu tay nhá là bị đoàn kiểm điểm ngay. Thành ra là đi đâu cũng phải có 3 người kèm nhau như kèm kem ấy. Và tôi còn nhìn thấy hội Bắc Hàn ấy, sinh viên Bắc Hàn nó cũng đi như vậy, đi đâu cũng có 3 người, vào quán nào phải có 3 người, đi đâu phải có 3 người để người này kèm người kia. Và cái người đội trưởng hay là đoàn trưởng đó gặp từng người một thẩm vấn xem vừa rồi đi đâu. Bạn ơi, hội thánh của Chúa không có an ninh tôn giáo tại đây. Amen. Bạn được quyền tự do. Nhưng mà thời gian vừa rồi có rất nhiều những thông tin họ đến đây chụp được, họ nghe được và báo. Cái đấy là cái kinh hoàng. Tôi bảo ôi, cái hội gì mà lạ thế này. Tôi đang hầu việc cho cái hội nào đây? Bạn ơi, Chúa là đấng chủ thể. Chúng ta thờ phượng và hầu việc rất là ngây thơ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài là đấng biết được lòng dạ con người. Ngài biến sự ngây thơ của chúng ta để làm nên việc lớn lao của Đức Chúa Trời. Tôi đang nói trong một cái vị trí của một con người ở trong ruột, chứ không phải là người không biết gì nha. Rồi cho nên anh chị em ơi, càng giải phóng khỏi linh kiểm soát nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì vợ, vì chồng, vì con cái, vì cháu chắt bốn đời của mình sau này mà cần phải phóng thật nhanh. Đừng chần chừ. Amen. Lord, hãy cùng vợ của mình hãy ra khỏi để mà được cứu. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Đòi nó 7 lần hơn trong danh Chúa Jesus Christ. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.